33. Đi thôi, để lâu chúng ta đi gặp cái đám quái vật tấn công thành rồi. Nó tập trung ở núi Đông Sơn, tường thành dưới chân núi. Đây chính là cuộc tấn công có nhiệm vụ lệnh kiến thành cấp ấy sao? Ở kiếp trước, lúc cái thành bạch của thành bạch đế của mình á, được thành lập chỉ có cấp B. Số lượng quái vật á, so với cấp S lần này có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cái thời điểm quái vật công thành vẫn còn 3 phút. Nơi tập trung ở núi Đông Sơn, tường thành dưới chân núi. Mọi người ở trong khu tập trung núi Đông Sơn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc tiến công quái vật suốt 5 ngày 5 đêm. Nhưng không cần phải lo. Hỏi những người ở nơi tập trung tại núi Đông Sơn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc tiến công của quái vật suốt 5 ngày 5 đêm. Nhưng không cần phải lo. Chúng tôi sẽ hở bức tường thành kiên cố nhất thế giới, cùng với nguồn tài nguyên đầy đủ nhất và quân cứu viện ổn định nhất. Chúng ta có hơn 100 đồng đội với thiên phú cấp B, gần 10 cao thủ có thiên phú cấp A hoặc S, thậm chí còn có 2 cao thủ mạnh với thiên phú cấp SSS. Chúng ta không phải lo sẽ thất bại, bởi vì 5 ngày sau, chúng ta sẽ sở hữu lãnh địa tốt nhất, rộng lớn nhất trên thế giới. Lúc này đây, các vị bảo vệ thành trì sẽ được tận hưởng sự tiện lợi đến từ các cơ sở hạ tầng với cái giá ưu đãi. Mọi người, còn 1 phút nữa, đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu thu hoạch tiền và kinh nghiệm chưa? Mọi người còn 1 phút nữa để chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu thu hoạch tiền và kinh nghiệm chưa? Sẵn sàng. Phát biểu hay lắm, rất có khí thế. Mới nhờ các anh và cô bé mà anh dẫn về, khiến tôi cảm thấy rất là tự tin. Thiên phú truyền ngâm và phóng thanh của cô bé này không tệ. Gọi người đưa cô bé đến nơi an toàn đi. Lộc Ly, chuẩn bị livestream thế nào rồi? Dựa theo căn dặn của anh, em đã chọn máy quay livestream cao nhất để có thể điều khiển do ý chí vũ trụ cung cấp. Tốt. Bắt đầu livestream được rồi. Vâng. Cái thời điểm quái vật công thành còn 1 phút. Diễn đàn của người tiến hóa và sau trực tiếp sẽ diễn thành phố với lệnh kiến thành hồn kim cấp S tại Giang Thành. Giang trà, này là vật tích nhỉ, còn phải mất 1 đồng vào mới xem được. Vô địch anh minh nhất, chắc chắn là thế. Bốn mà toàn thể nơi tập trung của chúng tôi bắt tay đến bại mới ra lệnh khiến thành cấp D. Quý mô tiểu diệp. Không, là thật đó, trời ạ, nhiều quái vật có zombie quá. Eric Sen, có ai biết đây là đâu không? Nếu như bọn họ xây dựng thành phố thành công, tôi nhất định sẽ đến định cư. Gross, ơi, hồn đã thế giới mới. Địch, sao lại là người phương Đông? 5, 4, sắp đến rồi. 3, 2, 1, 0. Thời gian chuẩn bị trấn thủ thành đã kết thúc. Quái vật đã cường hóa, bắt đầu công thành. Lúc ấy bắt đầu công thành mà vẫn cường hóa sao? Chỉ thật, lẽ ra nên ra tay giết một số zombie chưa cường hóa từ sớm. Anh ấy biết việc quái vật sẽ cường hóa từ lâu rồi. Nhưng anh ấy bảo kinh nghiệm và tiền đồng từ quái vật sẽ cường hóa sẽ nhiều hơn. Thuộc tính của zombie được nâng cao gấp 3 lần, những tiền đồng và kinh nghiệm cũng gấp 3 lần. Truyền nhiễm ôn dịch. Cảm ơn dịch 5 trên 5, toàn bộ thuộc tính cộng 15 gây ra đi bút giảm sức đề kháng đối với người tiếp xúc. Chức năng đi kèm truyền nhiễm ôn dịch thời gian hồi chiêu là 5 tiếng. Giờ ra ôn dịch với tốc độ lây nhiễm chóng mặt cho một kẻ địch, gây ra tổn thương ăn mòn, lâu dài và suy giảm thuộc tính. Kỹ năng rất tuyệt. Mặc dù mức độ tổn thương không cao, nhưng khả năng lây nhiễm mạnh kết hợp với suy giảm thuộc tính có thể giúp cho được trấn thủ thành này đơn giản hơn nhiều lần. Chấn động tinh thần ở đâu ra vậy? Zombie bị lây nhiễm đang chấn động, đang chọc đống những cái zombie khác cũng tách ra xa bọn chúng. Lãnh chúa ở trong đám zombie này chắc chắn có lãnh chúa có thể điều khiển đàn zombie. Hiện gì cái đám zombie này không xô đẩy giẫm đạp lên nhau, mà là tiến về phía trước một cách có trật tự. Tìm ra lãnh chúa zombie mất kiểm soát, giờ đối phó hơn nhiều. Chỉ là chưa biết vị trí của lãnh chúa, muốn tìm thấy y là phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như bây giờ mình đi tìm lãnh chúa không có mình giết đàn quái vật chính diện, lãnh chúa zombie sẽ điều khiển thủy triều zombie dốc toàn lực tấn công những người trấn thủ, ắt sẽ có thương vong. Nếu như không tranh thủ đi tìm và giết lãnh chúa, đợi đến lúc có zombie ở cái nơi khác đi dọa đến nơi tập trung, người của chúng tôi sẽ bị phân tán, lúc đó mình càng không thể rời bỏ được.
Xem ra muốn giải quyết cục diện hiện giờ một cách hoàn hảo vẫn mới cần sự giúp đỡ của Mộng Mộng. Mau tỉnh lại đi, Mộng Mộng. Cô tỉnh rồi à? Cô là ai? Đây là đâu? Sư phụ tôi đâu? Cà, Mộng Mộng tỉnh rồi. Tôi đang cởi vào tình hình hiện giờ cho cô. Tốt quá rồi. Mộng, xin lỗi sư phụ. Người mở hết tốc lực quá nhanh, con không trụ nổi sức ép của gió, thể lực hao kiệt nên ngủ mơ màng. Con đã nắm được tình hình hiện giờ qua lời cỡ của tổng đo. Giờ con sẽ nhập mộng giết quái giúp người. Bệnh, không vội. Ta miêu tả hình dáng một loại zombie cho con. Bệnh, con mau chóng dùng năng lực nhập mộng để tìm con zombie đó. Cơ thể con người phổ thông ở trên vai lồi lên cái thứ tương tự như là miếng lót vai, phần đầu cực lớn, có lớp vỏ có hình lưới tỉ mỉ và là người và bên ngoài bộ xương. Hai vai có sức tu kéo dài, tinh thần lực hùng mạnh. Tôi phải nhập mộng. Phiền tiểu ca đừng có đón người khác đến gần tôi. Cảm ơn. Sao con lại ngủ vậy? Sao ngủ nhanh như thế?